À, cái này họ cho du lịch không ta? Này chắc nhà họ ở nhà đúng người ta, nhà người ta. Ủa, họ xây đẹp quá. Kiến trúc đẹp ha, nhưng mà tôi nghĩ rất là lâu năm. Đấy, chậm rồi thêm hàng này bài đi chậm hơn nữa. Ủa có đi hả? Hàng này mới diễn sâu nè, cũng đúng nè. Con này đơ nè, hai cây đơ nè. Vô diễn không có. Cái vàng sao diễn được, hai hàng đầu tiên là còn có bài, hai hàng đầu tiên không diễn được. Của mẹ con ba thì không có được diễn. Trong đời có ai thích đường thông về Việt Nam không?